Em xin chào cả nhà đã quay lại kênh Bác sĩ Việt Nam nay đã nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị trong và ngoài nước Thứ nhất là được nhiều sức khỏe ha Cái đã được bình an bên gia đình và người thân à, Bên em nhận nhà và đất chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ đèn Nên anh chị cũng yên tâm ha ấm nay, Hôm nay em gửi đến anh chị một sản phẩm là một căn nhà nghỉ dưỡng nha anh chị. Ở đây là đường xe máy nha, đường đất xanh nha anh chị, mình di chuyển khoảng là 50 m thôi, xe đụng tới đường đan ô tô nha anh chị. Ô tô đó là đường đó là ô tô à, 4 chỗ ha. Cũng trên đường này di chuyển khoảng ra à, 200 m là đụng tới đường nhựa. Ở đó kêu là đường nhựa, huyện à 34 nha anh chị. Đó rất là gần ha. Ở đây thì à, nhà cửa rất là đông đúc nha anh chị. Căn nhà mình á nằm ở vị trí đây là đường Cồn nha anh chị. Vị trí đây là ấp Long Thới, à, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Lên tổng cái à, căn nhà nghỉ dưỡng của mình á là 1 bảy 700 mét vuông ha. Với diện tích á là ngang là 27 m, chiều sâu á anh chị là 63 m nha anh chị ha. Căn nhà này lúc trước em đã quay rồi anh chị ha. hôm nay em xin phép qua quay lại cho anh chị tại vì à, chủ đang cần tiền hạ giá chỉ có là 1 tỷ 350 anh chị nha lúc trước là kêu cao hơn giá này nha anh chị đây là cái nhà mình nè. hiện tại thì gia chủ đang ở luôn nha anh chị đó nhà rất là sạch sẽ ha rất là gọn gàng nha anh chị được một phòng khách hai phòng ngủ một phòng giải trí và một không gian bếp và một nhà vệ sinh nha anh chị rất là thông thoáng ha đây là cái mương của mình nha anh chị ha bên tay phải là đất mình từ bên phải sâu vô là 63 mét nha anh chị nha cái mương là nguyên cái mương này của mình luôn á trên căn nhà mình anh chị thì có là 117 mét vuông thổ cư nha anh chị à, có thổ cư rồi anh chị mình về hỏi lên nút cư nha anh chị nha một bình giường khá là đẹp nha anh chị ha có căn nhà thì chủ đang ở luôn đó cũng ốp gạch lên rồi đóng la phong thì mấy cái trụ cột nhà anh chị không ốp sạch sẽ ha rất là cao nha anh chị ở trước sân đó thì có một số cây đu đủ nè cây kiển nè cây mai vàng nè và nhiều cây à, kiển khác nha anh chị phía sau nhà anh chị thì gia chủ trồng một số cây dừa và một cái ao cá nữa rồi trồng đu đủ và chuối nha anh chị ha đây có có đường nước mà chị ha đường mương đó có đất của mình nha anh chị có hàng gào hết rồi nha ở phía sau á, thì chưa có kéo lưới anh chị với bên tay phải thì chưa kéo lưới nha rồi để em di chuyển vô trong căn nhà em quay cụ thể bên trong rồi em sẽ ra giường quay trực tiếp cho anh chị xem một lần nữa ha cái sân anh chị không rất là rộng rãi rất là thông thoáng nha anh chị nếu mà anh chị di chuyển về thành phố mỹ tho anh chị làm di chuyển khoảng là bảy cây số là tới nha anh chị nha còn nếu mà di chuyển về thành phố hồ chí minh là khoảng là 70 mươi cây số nha anh chị đây căn nhà này đây là chủ nha anh chị nha nền thì lót rất là sạch sẽ nha anh chị ở phía sau không gian rất là thông thoáng nha anh chị đây cái cửa cái cửa sắt hen còn à, mấy cửa sổ thì à, chủ thiết kế bằng à, cửa nhôm đó làm kiến đó rất là sáng căn nhà anh chị cái hướng căn nhà mình là hướng bắc nha anh chị đây nếu mà cách ở Quốc Lộc A từ căn nhà mình á thì di chuyển khoảng là 5 km là tới Quốc Lộc A ngay chỗ mà ngã tư Đồng Tâm anh chị nó nếu mà anh chị đi uh, xe ô tô á thì uh, tới uh, ngã tư Đồng Tâm à, quốc lộ A chị nó di chuyển qua đó là khoảng 5 cây số nha đây là cái phòng khách nè anh chị nha đây có cái bàn bằng gỗ rất là đẹp anh chị ha ở trên trần thì gia chủ à, đóng là phong nha anh chị đó có cửa sổ hai bên rất là thông thoáng ở nhà nha anh chị lấy sáng vô nè à, lấy gió trời vô cũng rất là thông thoáng ha rồi nhà thiết kế rất là mát mẻ anh chị nha nhà mình là được hai phòng ngủ nha anh chị À, một phòng khách à, một cái phòng à, giải trí và một cái không gian bếp và một nhà vệ sinh rất là rộng rãi nha đây là cái phòng ngủ nè chị ha mỗi phòng ngủ thì có à, cửa sổ anh chị nha đó lấy ánh sáng vô gió vô rất là mát nha còn đây là phòng thứ hai hiện tại thì à, phòng thứ hai đang ở nên không có vô trong quay được anh chị ha cũng giống phòng thứ nhất thôi đây có một bức tranh khá đẹp anh chị ha đây là chỗ không gian giải à, trí nè chị ha, đó mình ngồi coi tivi hay là để à, giỏng mình nằm đây cũng mát mẻ nha anh chị. Đó, không gian nhà mình à, xây cũng rất là gọn và rất là không gian rất là thoáng nha. Đây em để xin phép anh chị ra phía sau ha, em quay cho anh chị xem phía sau nha. Phía sau thì cũng có bàn ăn nè anh chị ha, bàn ăn bằng à, gỗ chị, đó, cũng rất là gọn gãi chị ha, cái đó có tủ lạnh nè. Rồi máy giặt à, máy nóng nước nóng lạnh nè, nước uống đó anh chị. Đó, đầy đủ hết anh chị ha. Trên căn nhà mình thì có 117 mét vuông thổ cư nữa anh chị. Đó, lên tổng cái căn nhà và giường của mình đó là 1.700 mét vuông. À, gia chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ 350 nha anh chị Giá này là chủ bớt rồi nha Tại lúc trước kêu cao giá này nha anh chị Thì em cũng xin phép quay lại cho anh chị xem thầy chủ hạ giá thì em cũng hạ giá để cho anh chị à, mình à, muốn mua căn nhà này hay là về đây mình ngựa dưỡng và cũng, cũng là rất là thuận lợi nha đây là nhà vệ sinh này anh chị ha cũng à, có lam lấy sáng vô à, nền để thì cũng lót à, gạch ớt rồi sạch sẽ hết nha còn đây là cái sàn nước mà chị ha để mình rửa chén bát đây để nồi ơ đây đó không gian anh chị không rất là rộng rãi anh chị ở đây là phía sau nè sau nhà mình đây anh chị đây có một cửa hậu mà sao này ha trên đất mà này trồng dừa trồng chuối à đu đủ à mít cho chị và nhiều cây trái khác ha đây chị không đất mình này cũng à, cao gáo anh chị nha đây. Đó. rồi để em di chuyển ra phía sau anh chị ranh giới phía sau luôn cho anh chị nắm ha từ cái vị trí căn nhà mình đó chị thì di chuyển ra cái đường đa ô tô anh chị ô tô loại nhỏ thôi nha tại cái đường đan đó thì cho, tải khoảng 500 kg tại cái đường đó chuẩn bị mở rộng nha anh chị tại hiện tại ô tô đó khoảng 4 chỗ mình vô được thôi còn nếu mà xe bự quá mình chưa vô được nha thì đường đó chuẩn bị là mở ra là khoảng 3 mét anh chị hiện tại thì khoảng là 2 mét thôi còn cách đường nhựa chỉ có là 220 mét anh chị nha rất là gần ha rồi đất mình hay cao gáo chị ha. Phía sau đất mình á thì cũng có một cái ao nuôi cá vậy. Xíu em quay cái ao cho anh chị xem ha. Vị trí à, miếng đất mình ở đây á, và căn nhà nghỉ dưỡng á là ở ấp à, Long Thới, à, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Từ vị trí căn nhà mình á nếu mà anh chị về đây mình ở á thì căn nhà mình anh chị cũng thấy rồi đó rất là rõ rồi ha. Căn à, nhà mình rất là mới. À, hiện tại chủ đang ở luôn. nó rất là sạch sẽ ha về đây ở mình không có việc làm á thì anh chị đi làm gần nhất ở đây á là ở khu nghiệp Bình Đức nha anh chị đó mình di chuyển ra đó khoảng là 3 km thôi là tới khu nghiệp Bình Đức rồi rồi đây là ranh giới cuối cùng của mình nè à anh chị nha đó có hàng gào chỗ mà trồng cây bông bập anh chị đó cái dừa đó tại vì ở phía sau này là chủ chưa có cắm lưới đó em chỉ ranh giới rõ ràng cho anh chị nắm ha rồi, để em đưa lên cái uh, la bàn phong thủy một lần nữa cho chính xác để anh chị nắm ha ở đây là căn nhà nghỉ dưỡng mình là hướng tránh bắc nha anh chị đây, đây vị trí khá đẹp cho anh chị ha mình uh, thích hợp cái hướng này để mình về đây ở đây vị trí cực kỳ đẹp anh chị nha còn đây là cái định vị uh, chỗ vị trí căn nhà nghỉ dưỡng mình còn đây là cái sổ cái sổ này là sổ thủ cư nha anh chị ở đây là ấp uh, Long Thới, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây thì có 117m2 uh, thổ cư nha anh chị. Cái này là sổ thổ cư ha. Còn cái sổ kia thì uh, chủ cũng kẹt tiền quá nên cầm ngân hàng rồi. Em chưa lấy cái sổ được. Đó. Thì khi nào anh chị uh, có nhu cầu uh, mua căn nhà này, dạ, yeah, thì em sẽ liên hệ chủ uh, sẽ lấy cái sổ ra để cho anh chị xem ha. Giá đó, hiện tại là hạ lộc hàng. 1 tỷ 350 nha anh chị giá này chủ còn bớt nhẹ nữa nha nên anh chị cũng rất yên tâm về giá cả nha thì uh, gia cảnh cũng rất là khó khăn lúc trước là kêu cao giá này anh chị ha thì giờ uh, kẹt quá rồi anh chị ơi. phải hạ giá xíu để bán để chạy tiền cho uh, gia đình ha đây là cái ao nuôi cá nè anh chị đây thì uh, chủ nuôi cá đi thượng với cá uh, điêu hồng nha anh chị hiện tại thì uh, mới uh, mưa lớn quá nên uh, nước đục nha anh chị uh, đường uh, em đi di chuyển về phía sau cũng hơi xanh đó đây vừa thì cũng có một số cây thôi có trái cũng nhiều còn một số cây thì mới lớn anh chị nha trái cũng mít thôi nha anh chị và cô chú cũng đừng quên à, like chia sẻ nhấn nút đăng ký với màn hình để tương tác với em để nhận được video mới nhất tìm đất nền đất công đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác nha anh chị à, chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều ha hay à, có gì thắc mắc thì anh chị cứ comment bên dưới em sẽ đáp lời anh chị ha hay là kết bạn Zalo em số điện thoại dung hình để em cung cấp thông tin nhiều hơn anh chị cần nha à, oh, đây là mít này, anh chị ha ở cái quý sao vườn mình trồng cũng rất là nhiều loại trái cây anh chị ha mít rồi đu đủ rồi dừa rồi chuối rất nhiều loại cây ăn trái ha cái nhà mình là cũng sạch sẽ gọn gàng anh chị ha đó thì uh, hiện tại thì nhà mình được hai phòng ngủ là anh chị nó cũng rất là thông thoáng nha anh chị bác sản đối việc cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất anh chị và cô chú nào có nhu cầu bán đất nền đất công đất vườn á thì liên hệ bên em ha số điện thoại dung hình em sẽ ký gửi à, bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị nha rồi đến đây kết thúc video quý đầu tư và anh chị nào quan tâm căn nhà nghỉ dưỡng ở miền tây này thì liên hệ bên em em sẽ dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ ha rồi bác sản biển được xin chào và hẹn lại ở phần video tiếp theo